Chào mọi người quay lại kênh Anh Min Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với nội dung tập 198 của Bộ Vĩnh Sinh. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Phương Hàn, lần này nếu như ngươi không có nhân hoàng bút tiền bối làm chỗ dựa, không biết sẽ phát sinh tình huống gì. Về tới Luân Hồi Phong, sau đó Phương Thanh Tuyết cùng Phương Hàn ngồi xuống, hai người lập tức thảo luận hết thầy sự tình vừa rồi phát sinh trong vũ hóa thiên cung. Rất khó nói, thậm chí còn khả năng đám người kia cướp đoạt hoàng tuyên đầu của ta, ta thật không ngờ ở chỗ sâu trong thời không vũ hóa thiên cung lại có nhiều cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian như vậy. Phương Hàn nuốt nước bọt nói. Tức lực của vũ hóa môn quá cường đại, lại có nhiều thái thượng trưởng lão như vậy. Tất nhiên rồi, bất kỳ một đại môn phái nào đều có rất nhiều người như vậy tỏa chấn. Đừng xem đệ tử kim đan của vô cực tinh cung rất nhiều, thế nhưng bàn về cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc không gian, hoặc trên nữa, tuyệt đối không trình lệch quá nhiều so với vũ hóa môn ta. Phong Giao Quang nói. Phương Hàn, hiện tại ngươi đã là đệ nhất phó trưởng môn càng được truyền thụ đại âm dương thuật xem ra ở vũ hóa môn nên biết điều một chút vô cực tinh cung còn có nhiều thái thượng trưởng lão trường sinh bí cảnh tam trọng tứ trọng hơn vũ hóa môn thế nhưng lực lượng trung quy cũng không lớn hơn quá nhiều so với vũ hóa môn ngay cả tiên khí còn bị linh lung tiên tôn xích uyên ma tôn bọn người tới cướp hiện tại ngay cả hạch tâm xá lợi của tiên khí hỗn nguyên vô cực đồ là khí vận chấn áp vô cực đại thế giới cũng bị cướp đi lần này vũ hóa môn muốn đi thiên vũ chi khố đạt bảo lại không đề cập một chữ với ta. Nhất định là muốn gạt ta ra ngoài. Cũng không tự hỏi tại sao lại đối tốt với ta như thế. Bọn họ vẫn muốn lợi dụng Hoa Thiên Đô, thậm chí còn lợi dụng ta. Phương Hàn cười lạnh nói. Bất quá lần này ta đã nói chuyện với thất công chúa của yêu tộc. Bọn họ cũng muốn đi thiên vũ chi khố đoạt bảo. Ta xem ra bảo bối trước tiên vào tay Hoa Thiên Đô cùng Thái Nhất Môn hay là vào tay ta trước. Trước tiên chúng ta hãy án binh bất động đã, ở chỗ này tu luyện, khi nào thất công chúa của hồ tộc thông báo, lúc đó chúng ta sẽ xuất phát tới lấy bảo tàng. Hoang thần chi thi nhất định phải thu vào trong tay. Đúng vậy, hiện tại hy vọng duy nhất của Hoa Thiên Đô chính là triệt để đầu nhập vào Thái Nhất Môn, sau đó tìm được hoang thần chi thi mới có thể chống lại ngươi. Tại Vũ Hóa Môn, hắn cũng chỉ giống như gà chó mà thôi. Phương Thanh Tuyết nói, hắc hắc, ta sao có thể để hắn cướp đoạt bảo tàng đi được. Còn có bảo tàng của bàn vũ tiên tôn nữa, trong đó không biết có bao nhiêu đan dược, thượng phẩm đạo khí. Sau khi tìm được, thế lực của ta mới có thể lớn mạnh khi đại kiếp nạn thần tộc buông xuống thực lực ít nhất cũng phải là tạo vật chi cảnh mới có thể tự bảo vệ mình thế nhưng nếu muốn bảo vệ sư tỷ phải có cảnh giới cao hơn nữa cũng không ai biết đại kiếp nạn thần tộc khi nào thì tới 80 tỷ chiến sĩ thần tộc a chúng ta không còn nhiều thời gian đâu ánh mắt phương hàn Trăm chú nhìn vào phương thanh tuyết giọng nói như chém đinh chặt sắt nhưng mà sư tỷ yên tâm cho dù bản thân tổn hại tại đại kiếp nạn ta cũng sẽ không để cho sư tỷ bị tổn thương đâu đúng rồi gia quang sư tỷ đây là cà sa bản nguyện ta thu được, là một kiện thượng phẩm đạo khí, vốn là vật của bảo căn Bồ Tát, lực phòng hộ rất mạnh, hiện tại nhân hoàng bút sẽ luyện chế lại nó, trở thành một cái thiên y. Phương Hàn lấy ra cà sa bản nguyện. Hiện tại tu vi của phong giao quang hơi yếu nhược một chút, mặc dù tu vi là bất tử chi thân đỉnh phong, thế nhưng còn chưa lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Đến lúc đó đi thiên vũ chi khố đoạt bảo, sẽ vô cùng nguy hiểm. Có cả xa bản nguyện bảo vệ, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đừng ngại, Cả sa bản nguyện này là vật của Phật môn, ta có thể luyện hóa nó, chế thành một kiện đạo khí vững chắc, uy lực càng lớn hơn. Nhìn nhân hoàng bút ngạo nghĩa nói, không thể không nói là gan của phương Hàn ngươi cũng thật lớn, Bồ Tát của Phật môn cũng dám luyện hóa, nhưng mà Phật môn biểu hiện ra ý tứ từ bi, độ người. Nhưng thật ra lại là đám người thâm hiểm nhất, chuyên môn đảo loạn nhân đạo cương thường, chính là môn phái mà thượng cổ nhân hoàng thống hận nhất, chỉ có hận hơn chứ không kém thần tộc. Thần tộc là trần trụi thống trị mà Phật môn lại lợi dụng mỹ danh độ người thoát ly khổ ải. Cho nên Phương Hàn, sau này nếu như ngươi nhìn thấy một tên Phật môn cứ giết một tên, không nên hạ thủ lưu tình. Lời của Nhân hoàng bút khiến Phương Hàn kinh hãi lạnh mình. Nhưng mà ngẫm lại, đại phổ độ thuật của Phật môn quả thật là còn ma đạo hơn cả ma công. Các ngươi đám tiểu gia hỏa này đối với giải thích về đạo thuật quá mức nông cạn. Dù sao lão nhân gia ta nhàn rỗi vô sự sẽ dạy các ngươi một phen miễn phí cho khi thần tộc tiến tới nguyên một đám lại chết oan uổng. Nhân hoàng bút tung cả sa bản nguyện lên, cũng không thấy động tác của hắn, áo cà sa đã tiến vào trong thế giới của hắn. Sau đó hắn đứng trên Luân hồi Phong nói với rất nhiều đệ tử, Già Lam, Ma Nữ, Tinh Vân Bảo Bảo, Long Huyên, Hồng Di, giờ khắc này đều đang tụ tập trên Luân hồi Phong, nguyên bản đám người mang tâm tình rất khẩn trương, là vì Phương Hàn phải tiến vào sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung, cũng không biết lành dữ thế nào. Thế nhưng hiện tại mỗi một người đều cao hứng bừng bừng, biết lần này Phương Hàn chính thức có địa vị trong Vũ Hóa môn rồi. Các ngươi còn không mau cảm ơn Nhân Hoàng bút tiền bối? nhân hoàng bút tiền bối đối với lĩnh ngộ đạo thuật còn cao hơn ta gấp trăm ngàn lần. Các ngươi được ngài dạy bảo là phúc khí tích góp từ trăm triệu năm đó. Phương Hàn rất vui mừng, có nhân hoàng bút chỉ bảo đám người dưới tay, thực lực của đám người này nhất định sẽ tăng mạnh. Nhất là nhân hoàng bút có 300 đại đạo, nếu như mình có thể học được, thực lực không phải là tăng tới trình độ đáng sợ sao. Phương Hàn lập tức triệu tập những người này vào trong hoàng thuyền đồ, một lần nữa thiêu đốt thuần dương đan vặn vẹo thời gian khổ tu. Hiện tại hắn không còn nhiều thuần dương đan nữa, chỉ còn lại 20 tỷ, thế nhưng muốn đi thiên vũ chi khố đoạt bảo, cũng bất chấp nghĩ nhiều như vậy, trước tiên phải điều cao thực lực tới cực hạn rồi hãy nói. Có nhân hoàng bút vị tông sư tu đạo này, hắn có thể xin thỉnh giáo rất nhiều vấn đề. Hiện tại ta tổng cộng cũng biết hơn 20 loại thần thông trong 3.000 đại đạo, còn tìm được đại âm dương thuật, lại một lần nữa ra cố âm dương ngũ hành, có lẽ có một số trợ giúp với việc lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Thân thể Phương Hàn đột nhiên chấn động, liền vận khởi các loại thần thông trong 3.000 đại đạo, đại ngũ hành thuật, đại bổn nguyên thuật, đại huyết phách thuật, đại thiết cắt thuật, đại băng diệt thuật. Yên lặng vận chuyển thần thông trong 3000 đại đạo của mình, Phương Hàn phát hiện hiện tại mình tổng cộng học xong 24 loại trong 3000 đại đạo, trong đó có một môn thần thông có thể chống lại 3000 đại đạo là Chư thần sáng thế. Trong 24 môn thần thông trong 3000 đại đạo này, đại kịch độc thuật có uy lực lớn nhất. Đương nhiên còn có tiểu túc mệnh thuật tổng cương, áp đảo bất kỳ đạo thuật nào. Nguyên bản Phương Hàn muốn phân tích đại nhân quả thuật của Bảo căn Bồ Tát một phen, nhưng mà môn đạo thuật này chỉ có một tia, căn bản không thể tham ngộ được, chỉ có thể dung nhập vào trong linh phủ thế gian tự tại vương Phật. Dần dần hắn chìm trong không gian tu luyện của mình. Trong thiên hoàng kính, một mảnh thế giới sáng ngời, khắp nơi đều là tinh quang trói sáng. Hoa thiên đô mang vẻ mặt âm trầm ngồi ở trong tinh quang, đối diện là phong bạch vũ. Trưởng giao trí tôn, lần này cứ như vậy hủy bỏ lệnh trừng phạt với phương hàn. Hoa thiên đô diện mục dữ tợn, thoáng có chút điên cuồng Có nhân hoàng bút ủng hộ, đại thế đã thành, trừng phạt hắn không phải là chuyện thực tế nữa rồi uy thế của Phương Thanh Tuyết, ngươi không phải là không biết. Phong Bạc Vũ lặng lặng nhìn Hoa Thiên Đô, trong lòng cũng khẽ thở dài. Kẻ coi chế bằng vung này, ở đâu cũng là phong vân một cõi, thế nhưng từ sau khi đi chọc phải Phương Hàn, y dâu cũng gặp phải xui sẻ. khắp nơi đều bị Phương Hàn áp chế. Sớm biết lúc trước ta cũng không hẹn ước 10 năm cùng hắn nữa, mà trực tiếp giết chết hắn. Trong lòng Hoa Thiên Đô bắt đầu sinh ra hối hận, nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng, ít nhất trong vòng 3 năm nữa, Phương Hàn sẽ không làm gì được ngươi, hơn nữa ngươi không phải là không thể chống lại Phương Hàn, lần này đi thiên vũ chi khố đoạt bảo. Ta cũng không muốn để Phương Hàn đi, ngươi chiếm được hoang thần chi thi tìm được truyền thừa của bàn vũ tiên tôn thực lực sẽ đột ngột tăng mạnh, cũng chưa chắc không phải là đối thủ của Phương Hàn. Lời nói của Phong Bạch Vũ khiến trên mặt hoa thiên đô nổi lên một tia tức giận. Chuyện này còn phải đa tạ trưởng giáo trí tôn bồi dưỡng. Ta thấy đơn lực bạt, mà thái nhất môn cũng nhìn chầm chầm vào hoang thần chi thi. Hoa thiên đô vội vàng nói, ngươi cũng không cần lo lắng, hết thảy ta đã an bài thỏa đáng. Hoang thần chi thi phải do Vũ Hóa Môn ta tìm được. Hiện tại Thái Nhất Môn có Vĩnh Hằng Thần Lô, khuyết điểm duy nhất chính là thúc giục quá mức gian nan, cũng không đủ thuần dương chi lực. Trong truyền thuyết mỗi một lần vận dụng Vĩnh Hằng Thần Lô phải tiêu hao 100 tỷ thuần dương đan. Loại uy lực này không ai có thể chống lại, nếu như chiếm được Hoang thần chi thi, Vĩnh Hằng Thần Lô sẽ được cung cấp không ngừng thuần dương đan. Sẽ cực kỳ khủng bố, ngươi nhất định phải chăm chú dò xét động tĩnh của Thái Nhất Môn, nhất là tin tức về tiên giới, tùy thời đều phải truyền về cho ta. Vâng trưởng giáo trí tôn. Tốt, bây giờ ngươi đi thái nhất môn đi. Đợi khi thời điểm lấy được pháp bảo trong thiên vũ chi khố phải lập tức truyền tin tức lại cho ta. Phong Bạch Vũ vung tay lên, một đạo linh quang bao trùm lấy Hoa Thiên Đô, đem hắn ra khỏi Vũ Hóa Môn. Ước ừ chừng nửa canh giờ sau, Hoa Thiên Đô đã xuất hiện ở sân môn Thái Nhất Môn. Thiên Đô sư huynh đã trở lại. Trước sân môn của Thái Nhất Môn có rất nhiều đệ tử thần thông bí cảnh tuần tra, vừa nhìn thấy Hoa Thiên Đô xuất hiện, cả đám lập tức cúi đầu. Giờ khắc này tâm tình của Hoa Thiên Đô cực kỳ không tốt, hắn hử lạnh một tiếng sau đó bay vào trong sơn môn nhìn bóng lưng của hoa thiên đô vài đệ tử thần thông bí cảnh lập tức nhổ một bãi nước miếng có cái gì mà kiêu ngạo chứ chỉ muốn hai năm nữa là chết mà thôi bây giờ không thể ở lại vũ hóa môn nữa liền tới ông đùi thái nhất môn ta sớm muộn gì cũng bị tên phương hàn kia giết chết đúng vậy ta nghe nói hiện tại phương hàn đã tu thành bất tử tri thân lực lượng cường hoành thủ đoạn tàn nhẫn khiến cho hoa thiên đô sống không bằng chết lần này hoa thiên đô thật sự không được rồi lần này hắn trở về muốn liên hợp với thái thượng trưởng lão trừng phạt phương hàn nhưng bây giờ vội vàng quay lại nhìn là biết kế hoạch không được rồi Yến thị thiên phó trưởng môn làm sao sẽ gả cho loại người này hoa thiên đô vừa tiến nhập sơn môn thế nhưng lỗ tai dị thường linh mẫn đã nghe được những lời này thiếu chút nữa hắn thổ huyết tại chỗ trên mặt càng hiện lên vẻ âm lãnh trong lòng đang không ngừng gầm thét phương hàn ta và ngươi mãi mãi không đội trời chung ta muốn giết chết những người ở bên cạnh ngươi lần này ta muốn triệt để đầu nhập vào thái nhất môn Phong Bạch Vũ ngươi gần đây ủng hộ Phương Hàn, lại muốn dùng chút ân huệ nhỏ nhoi để mua chuộc ta, cho ta là người ngu sao? Phương Hàn, ta nhất định phải giết chết ngươi, trong huyền hoàng đại thế giới ta tu luyện không bằng ngươi, thế nhưng ta sẽ thông qua thái nhất môn, nghĩ hết mọi biện pháp đi tiên giới tu luyện. Sau khi tu luyện ở tiên giới, ta sẽ triệt để siêu việt hơn ngươi. Một đạo hỏa quang hạ xuống trước mặt Hoa Thiên Đô, chính là đệ nhất phó trưởng môn xích dung thiên của thái nhất môn. Trông thấy bộ mặt âm lãnh của Hoa Thiên Đô, hắn liền biến sắc nói: "Sao vậy?" Thiên Đô Huynh, hành động trừng phạt Phương Hàn thất bại rồi sao? Đúng vậy, việc này quá mức trọng đại ta phải bẩm báo với Thái Hoàng Thiên tiền bối, còn phải phiền xích Huynh thông truyền hộ. Việc rất gấp. Sự tình nghiêm trọng tới mức như vậy sao? Nhất định phải gặp tổ sư Thái Hoàng Thiên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xích Dung Thiên cũng giật mình hoảng sợ. Phương Hàn đã tu luyện đến trường sinh bí cảnh để tam trọng động thiên cảnh rồi. Hoa Thiên Đô hung dữ nói, hắn không muốn nhắc tới chuyện này bởi vì mỗi lần nhắc tới cũng chính là tự làm nhục mình. Thế nhưng hiện tại lại không thể không đề cập tới. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Ta chính là thượng cổ hỏa thần chuyển thế còn chưa thể tham ngộ pháp tắc không gian, Phương Hàn làm sao có thể tham ngộ nhanh như vậy? Xích Dung Thiên cũng gầm thét lên, nếu như nói Phương Hàn tu thành bất tử chi thân, hắn còn chấp nhận được, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn rớt lại phía sau rồi. Làm đệ tử của Thái Nhất môn, không thể giáp mặt Phương Hàn, thế nhưng một môn phái đều có nhân vật kinh tài tuyệt diễm, lúc đó môn phái cũng muốn khoe khoang người này ở trên đại hội tiên đạo. Không hề nghi ngờ nếu như Phương Hàn tu luyện đến động thiên cảnh, như vậy khi ở trên đại hội tiên đạo hắn chính là nhân vật trói sáng nhất. Cái này cũng chưa tính, Phương Thanh Tuyết cũng đã tu thành trường sinh bí cảnh để tam trọng động thiên cảnh. Hơn nữa còn chiếm được một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Bạo lôi chi thành. Phong Giao Quang cũng đã tu luyện thành bất tử chi thân rất nhanh chuẩn bị đột phá động thiên cảnh. Hoa Thiên Đô liếm môi thống khổ nhớ lại. Thân thể xích dung thiên lập loài hỏa quang, từng đạo từng đạo hỏa diễm kích bắn ra, dài đến ngàn trượng tạo thành từng con hỏa phượng hoàng cùng chu tước thần điều đây là do nội tâm ba động không thể khống chế được hỏa diễm cái này cũng chưa tính còn có một chuyện đại sứ nữa là phương hàn đã chiếm được nhân hoàng bút là tam hoàng trí bảo trong truyền thuyết nhân hoàng bút chính là bởi vì như thế mà thái thượng trưởng lão của vũ hóa môn mới không dám trừng phạt hắn khách khách khí khí để hắn là đệ nhất phó trưởng môn hoa thiên đô tung từng quả bom tấn ra oanh kích hiền sắc mặt xích dung thiên đại biến qua một hồi lâu hắn mới bình tĩnh trở lại trên mặt hiện ra vẻ tỉnh táo cùng kiên định mà chỉ lúc sinh tử tồn vong mới thấy. Chuyện này đủ có thể oanh động chư thiên, ta lập tức mang ngươi đến chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Thần Lô tìm Thái Hoàng Thiên Tổ Sư, ngươi nhất định phải bẩm báo hết những chuyện liên quan tới Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết cho tổ sư. Trong lúc nói chuyện, hắn hóa thành đạo hỏa quang bao vây lấy Hoa Thiên Đô, hai người tiến nhập vào chỗ sâu trong Thái Nhất Môn. Ở chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Thần Lô của Thái Nhất Môn, một đạo hơi nước đang không ngừng diễn hóa, trong hơi nước hiện ra khí tức cùng hình thể của Yên Thủy Thiên. Lúc này Yên Thủy Thiên đã sớm dung hợp với khí linh của Hận Thiên La Bàn tu thành bất tử chi thân. Sở dĩ nàng chậm chạp không chịu đi ra chính là muốn tiến thêm một bước nữa làm cho đại ngũ hành thuật triệt để cô động, nhất là Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền, nhất định phải tu luyện thành công, chuyện này rất hữu dụng đối với việc đột phá pháp tắc không gian. Nhưng mà đột phá pháp tắc không gian cũng không phải chuyện dễ dàng, Yên Thủy Thiên đã tu luyện đến bất tử chi thân đỉnh phong, thế nhưng còn một khoảng cách xa nữa mới có thể đột phá. Nhưng mà lúc Yên Thủy Thiên tu luyện ở chỗ sâu trong vô cùng vô tận vĩnh hằng chi khí, một đôi mắt sáng ngời đang nhìn nàng, tự hồ như đang chăm chú theo dõi thứ gì đó. Đại ngũ hành thuật, người đệ tử này tại sao lại biết được? Bất kỳ ngũ hành nguyên khí nào đều có thể tạo thành tự nhiên chi thần tiên thiên, sau khi tu luyện đại ngũ hành thuật đều sẽ tấn thăng lên một loại trình độ đáng sợ. Hơn nữa ta còn thấy trên người đệ tử này có một tia khí tức dây dưa cùng vận mệnh. Đôi mắt sáng người này lập lòe phát ra một cỗ tư duy huyền ảo, giống như mỗi thời mỗi khắc đều đang suy tư, thô toán. Vĩnh Hằng, Vĩnh Hằng, ta mặc dù là vĩnh hằng thần lô nhưng lại chưa đạt tới cảnh giới thiên địa nhất thể càng chưa nói tới chính thức trở thành vĩnh hằng có lẽ ta có thể lưu lại một tia ấn ký trên người đệ tử này để nàng làm quân cờ nối với vận mệnh tương lai có hy vọng tìm được vĩnh hằng chính thức đột nhiên lúc này một cỗ lực lượng trùng trùng điệp điệp ở chỗ sâu trong vĩnh hằng thần lô đánh ra trực tiếp dung nhập vào thân thể yến thủy thiên toàn thân yến thủy thiên lập tức chấn động cũng không biết chuyện gì thân thể của nàng lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất cũng không biết chuyện gì xảy ra trong cơ thể cơ nhân bắt đầu ngưng tụ mảnh vỡ pháp tắc không gian, thân thể biến thành những tia hơi nước, đều bắt đầu lột xác thành một loại động thiên. Một tiếng ầm vang lên, một màn hơi nước cự đại bùng lên. Cư nhân Yên Thủy Thiên được sự trợ giúp của cỗ lực lượng này đã bước chân vào cảnh giới mà người người đều mơ ước, trường sinh bí cảnh đệ tam trọng động thiên cảnh. Mà lúc này đây, thời điểm Hoa Thiên Đô, Xích Dũng Thiên hai người đang bay đến Vĩnh Hằng Thần Lâu, đột nhiên một cỗ lực lượng tuyệt đại phá không mà đến, trong nháy mắt hai người xuyên qua hơn trăm triệu không gian song song tới chỗ sâu trong vĩnh hằng thần lô. Hai người lập tức dừng lại, đã thấy trong vô tận hư không có một người đang đả tọa, người này mặc hoàng bào, tiên phong đạo cốt, trên đỉnh đầu còn có một mảnh thế giới thần bí, có thể chứng kiến loáng thoáng được đại môn tiên giới triệt để mở ra, thậm chí có thể thấy được một số cảnh sắc tiên giới. Bảo quang hoa lệ, pháp bảo, bảo bối hiếm có trong thiên địa đều nằm đầy trên mặt đất. Thái Hoàng Thiên Tổ Sư Trông thấy người này, xích dung thiên lập tức quỳ xuống. Bài kiến tổ sư, hoa thiên đô cũng quỳ xuống. Đứng lên đi, vừa rồi ngươi nói chuyện với Sích Dung Thiên, ta cũng đã biết rồi. Phương Hàn đã tu luyện đến động thiên cảnh, Điện mẫu Thiên Quân cũng thu được Bạo Lôi chi thành, đáng sợ nhất chính là Nhân Hoàng Bút cũng xuất hiện." Thái Hoàng Thiên nói. "Đúng vậy, Tổ sư." Ngữ khí của Hoa Thiên Đô làm như chính mình là một thành viên của Thái Nhất môn, không còn liên quan gì tới Vũ Hóa môn nữa. Thực lực của Nhân Hoàng Bút đại tổn, Vũ Hóa Tam Thánh vì sao không hàng phục hắn? Với thực lực chỉnh thể như Vũ Hóa môn ta còn phải kinh kỵ ba phần tuy thực lực của nhân hoàng bút đại tổn thế nhưng đã tu luyện tới cảnh giới thiên địa nhất thể hoa thiên đô nói cảnh giới thiên địa nhất thể khí linh cùng bản thể triệt để dung hợp thái hoàng thiên nghe xong cũng phải chấn động trên mặt hiện ra vẻ không thể tin sau đó khôi phục lại cứ nhiên là như vậy cũng đúng nhân hoàng bút chính là tinh hoa thượng cổ nhân đạo ngưng tụ thành khi đại kiếp nạn qua đi nó đã tìm hiểu được cảnh giới này cũng là chuyện hiển nhiên hoa thiên đô hiện tại ngươi có tính toán gì không ta nguyện ý triệt để đầu nhập thái nhất môn toàn tâm toàn ý vì thái nhất môn làm việc. Vũ hóa môn đã không phải địa phương để ta ở lại, ta luôn trung thành và tận tâm với vũ hóa môn, thế nhưng lại rơi vào kết cục như vậy, trái tim ta đã triệt để lạnh lẽo. Chim không chọn canh mà đậu, kẻ sĩ vì chi kỷ mà chết, kính xin tổ sư thành toàn. Hoa thiên đô cung kính nói, tốt, thực lực của vũ hóa môn so với thái nhất môn ta quả thực chỉ như con kiến hôi so với một đầu thần long, ngươi đã kịp tỉnh ngộ, chim không chọn canh mà đậu như vậy chính là lựa chọn sáng suốt. Xích dung thiên lập tức trầm trồ khen ngợi. Hoa Thiên Đô ngươi thật sự có tâm này, rất tốt. Nhưng mà bây giờ ngươi chưa thể rời khỏi Vũ Hóa môn, ngươi là phó trưởng môn của Vũ Hóa môn, thân phận này rất tốt, rất có giá trị lợi dụng. Thái Hoàng Thiên rất thỏa mãn với thái độ của Hoa Thiên Đô, nhưng mà trong lòng của ngươi khẳng định rất muốn giết Phương Hàn. Đúng vậy, ta muốn băm thây tên Phương Hàn kia ra làm vạn đoạn." Trong lòng Hoa Thiên Đô gầm thét. Nhưng Phương Hàn thật sự có vận khí quá lớn, hắn khẳng định không phải là người bình thường, hy vọng tổ sư có thể thôi toán giúp ta. Nhìn xem tên tiểu xúc sinh này rốt cuộc có lai lịch thế nào. Ta đã sớm suy tính qua, vận mệnh của hắn chỉ là một mảnh hư vô, ta cũng không thể thôi toán được khí tức của Phương Hàn." Thái Hoàng Thiên lắc đầu nói. Bởi vậy có thể thấy được điện mẫu Thiên Quân đã bắt đầu tìm hiểu vận mệnh, hơn nữa còn đem vận mệnh huyền bí chia sẻ cho Phương Hàn, chính là bởi vì như thế kẻ nhân tài này mới có thể đè ép người. Đây là một chuyện đại sự thần bí của tiên giới, ta đã truyền phù thư cho tiên giới, tiên giới sẽ truyền chiếu thư xuống. Đây chính là chỗ cực tốt với thái nhất môn chúng ta. Tổ sư, ta chỉ muốn giết Phương Hàn, thế nhưng tu vi hiện tại của ta xa xa không phải là đối thủ của hắn. Ta hy vọng có được một danh ngạch tiến vào tiên giới, tới đó tu luyện, sau ba năm ta sẽ trở ra đánh bại Phương Hàn. Không biết tổ sư có thể giúp ta chuyện này hay không? Ta sẽ toàn tâm toàn ý vì thái nhất môn lấy được thiên vũ trí khố. Hoa thiên đô dập đầu nói. Ngươi muốn tiến vào tiên giới tu luyện. Thái hoàng thiên nhíu mày nói. Thái nhất môn chúng ta quả thật có thể cho ngươi danh ngạch tiến vào tiên giới. Thế nhưng tiên giới cũng không phải là chuyện đơn giản như ngươi tưởng. Tu luyện ở tiên giới quả thật là nhanh hơn vạn lần so với ở thế tục, hơn nữa còn có cơ duyên rất lớn. Thế nhưng trong đó cũng không phải là thế giới toàn màu hồng, mà vô cùng hung hiểm. Cho dù tiến vào trong tiên giới tu luyện đại thành, nhưng muốn hạ giới vậy cũng là chuyện không thể. Chuyện này liên quan tới quy tắc tiên đạo, ta cũng bất lực, nhưng mà ngươi đã có tâm tư này, ta có thể giúp ngươi. Đa tạ tổ sư, hoa thiên đô siết chặt nắm tay nói. Chỉ cần có thể tiến vào tiên giới, Ta cũng không quan tâm tới bất cứ chuyện gì. Tốt, chuyện này ta đáp ứng ngươi. Sau khi ngươi tiến vào tiên giới, có thể trở ra hay không vậy phải nhìn vào bản thân ngươi. Nhưng mà bây giờ chưa phải là thời điểm tiến vào tiên giới." Thái Hoàng Thiên nói, "Hiện tại chúng ta cần có ngươi dẫn tiến vào trong bảo tàng Thiên Vũ chi khố. Tốt lắm, hiện tại ngươi tiến vào trong Vĩnh Hằng Thần Lô tu luyện đi. Ở đây có ba viên tiên đan, là Đại Nhạc Chân Vương đan, chính là bảo bối thượng cổ Đại Nhạc Chân Vương luyện chế thành, rất có lợi với tu vi của ngươi." Hiện tại trong chốc lát ngươi cũng không thể lĩnh ngộ pháp tắc không gian, nhưng mà đoạn thời gian này tích xúc cũng tốt. Thái Hoàng Thiên đem ba viên tiên đan ném vào trong cơ thể Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô không người, sau đó rời đi. Sau khi Hoa Thiên Đô rời khỏi, đột nhiên lại có một đạo cương khí mãnh liệt phá không rơi xuống. Cương khí ngưng tụ lại hiện ra một cao thủ bất tử chi thân, chính là Đường Cảnh Sơn. Tổ sư, Yên Thủy Thiên đã xuất quan, trong thời gian nàng bế quan đã có thu hoạch cực đại, cư Cự nhiên đã tu thành pháp tắc không gian bước vào động thiên cảnh khôi phục chân thân nguyên linh thủy thần lần này chúng ta tới thiên vũ chi khố đoạt bảo có phần nắm chắc sông qua đại trận nhược thủy hơn vậy sao gọi nàng tới đây thái hoàng thiên vung tay lên mà xích dung thiên lại run rẩy thần sắc cũng trở nên mất tự nhiên trong thái nhất môn hắn đang vững vàng xếp hàng thứ nhất trong đám phó trưởng môn thế nhưng hiện tại yến thủy thiên lại hoàn toàn áp đảo hắn yến thủy thiên tham kiến tổ sư đúng lúc này một con sông lớn dài đến ba nghìn dặm ầm ầm phá không mà tới trong dòng sông này mỗi một giọt nước đều cực kỳ nặng chính là nhất nguyên trọng thủy trong mỗi giọt nước đều ẩn chứa rất nhiều không gian cả con sông lớn này tựa hồ như một cái không gian độc lập dòng sông này cuốn tới khắp nơi trong không gian đều tràn ngập một cỗ hơi nước xích dung thiên cũng cảm giác được chân hỏa của mình bị áp chế nặng nề chỉ sợ cỗ hơi nước này hơi áp xuống cũng có thể đé chết chính mình trường hà ba dặm cuốn tới trước mặt thái hoàng thiên đột nhiên thu lại biến thành một nữ tử chính là yến thủy thiên nàng nhẹ nhàng quỳ xuống nói Kiến Thủy Thiên tham kiến tổ sư. Tốt, ngươi làm rất tốt. Nhanh như vậy đã tìm hiểu pháp tắc không gian, lĩnh ngộ Thủy Chi Bổn Nguyên. Lần này Thái Nhất Môn chúng ta đi Thiên Vũ Chi Khố Tầm Bảo ở bên ngoài bảo khố có đại trận nhược thủy, chỉ có người mới có thể đi qua mà không gặp trở ngại. Một đám Thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn chúng ta đồng thời thủ hộ trong hư không. Đầu tiên là muốn tiêu diệt Vũ Hóa Môn, phòng ngừa môn phái khác tới tranh đoạt. Thứ hai là phải chấn thủ xương môn. Thứ ba là giám sát thần tộc, cho nên không cách nào phân thân. Thái Hoàng Thiên ngồi ngay ngắn bất động trong thân thể bay ra một đạo phù lục. Còn nữa, ta đã thôi toán cẩn thận, trong đại trận nhược thủy có một kiện tuyệt phẩm đạo khí, gọi là Hắc Đế Triều Tịch Phiên, là pháp bảo do bàn Vũ Tiên Tôn luyện chế. Nếu như sau khi ngươi xâm nhập vào trong đại trận này, có thể bằng vào đạo phù lục này tác động tới khí linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên, sẽ có ba thành hy vọng tác động hắn. Đây là đại cảm triệu phù, chính là thứ mà ta đã hao phí vạn năm tuổi thọ thi triển ra đại cảm triều thuật, lại luyện chế 3000 năm mà thành. Không hề tầm thường, chỉ có thể sử dụng một lần. Lần này nếu có thể thu được hắc đế triều tịch phiên hay không, vậy phải nhìn vào cơ duyên của ngươi rồi. Xích Dung Thiên Tổ sư Trong lòng Xích Dung Thiên đang rất bất an, nếu như Yến Thủy Thiên chiếm được hắc đế triều tịch phiên, vậy hắn quả thực không còn cơ hội nào nữa. Thế nhưng lúc này Thái Hoàng Thiên lại đột nhiên gọi hắn vào. Lại là một đạo phù lục bay tới trước mặt hắn. Ở chỗ sâu trong thiên vũ chi khố có một tòa đại trận gọi là Viêm Đế Long Trận, trong đó cũng có một kiện pháp bảo gọi là Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh cũng là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Ngươi chỉ cần tác động vào đạo cảm triệu phù này xông vào, sẽ có một lần cơ duyên. Đa tạ tổ sư. Xích Dung Thiên nghe vậy, lập tức âm thầm mừng rỡ, liền nhận lấy đại cảm triệu phù. Mặc dù hắn là hỏa thần chuyển thế, nhưng hiện tại cũng không có nổi một kiện thượng phẩm đạo khí, cũng không giống như Yên Thủy Thiên có thương hải thần châu. Nếu như có một kiện tuyệt phẩm đạo khí, thực lực sẽ tăng lên trăm ngàn lần. Các ngươi phải nhớ lấy, đem hết toàn lực tìm được hai kiện tuyệt phẩm đạo khí này, cho dù bản thân không chiếm được cũng ngàn vạn lần không thể để rơi vào trong tay Phương Hàn, nếu không mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, ta đã không thôi toán ra được vận mệnh của Phương Hàn, thế nhưng có thể suy tính ra, lần này tới Thiên Vũ chi khố đoạt bảo, hắn nhất định sẽ tới quấy rối. Hắn tu luyện đại ngũ hành thuật, nếu như tìm được hai kiện tuyệt phẩm đạo khí thủy hỏa này, như vậy Hoàng Tuyền bảo khố của Hoàng Tuyền đại đế chính là vật trong túi hắn rồi. Thái Hoàng Thiên cảnh báo nói, Tổ sư, tại sao ở bên trong thiên vũ chi khố lại có nhiều tuyệt phẩm đạo khí như vậy? Bàn vũ tiên tôn lợi hại như vậy sao? Còn nữa, bảo tàng của thiên vũ chi khố tại sao lại có quan hệ tới hoàng tuyền bảo khố? Chẳng lẽ hoàng tuyền bảo khố có liên quan gì tới thiên vũ chi khố? Nghiến Thủy Thiên bất động thanh sắc nói, tu vi của bàn vũ tiên tôn không phải tầm thường, đã đạt tới cấp bậc thiên quân, có thể chống lại tiên nhân. Cho dù luyện chế ra tiên khí cũng không phải là chuyện lạ. Ánh mắt của Thái Hoàng Thiên xoay chuyển. Năm đó hắn luyện chế ra năm kiện ngũ hành trí bảo, theo thứ tự là Hắc Đế Triều Tịch Phiên, Viêm Đế Long Hoàng Đỉnh, Tăng Hoàng Cự Mộc Chùy, Ngũ Nhạc Trấn Linh Đao, Lục Tiên Tuyệt Thiên Kiếm. Năm kiện pháp bảo này thủ hộ Thiên Vũ chi khố, mà thời điểm Ma Công của Hoàng Tuyền Đại Đế chưa thành đã từng tới đánh cấp ba kiện bảo bối, chính là ba kiện bảo bối phía sau đó, cuối cùng cô động Ma Công của hắn. Hiện tại các ngươi biết chuyện này có dây dưa gì rồi chứ? Thái Hoàng Thiên rất nhẹ nhàng kể lại chuyện xưa. Ta biết rồi, bạn Vũ Tiên Tôn luyện chế ngũ hành chi bảo, bây giờ có ba kiện đang ở trong bảo khố của Hoàng Tuyền Đại Đế, nếu như chúng ta lấy được hai kiện này, có thể thông qua trí bảo cảm ứng lẫn nhau, sau này có phần nắm chắc tìm được hoàng tuyền bảo khố hơn. si dung thiên là người có tâm cơ linh mẫn, tự nhiên có thể nhìn ra được. hơn nữa phương hàn tu luyện đại ngũ hành thuật, nếu như có thể thu tập được ngũ hành trí bảo lại, tiến hành luyện chế đại ngũ hành thuật của hắn sẽ chính thức lớn mạnh vượt bậc, bước vào cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể lĩnh ngộ đến ngũ hành cực biến, tu luyện tới trình độ như hoàng tuyền đại đế năm đó, ngay cả tiên giới lôi phạt cũng không thể làm gì được đến lúc đó hắn đối địch với thái nhất môn ta quả thực là rất khó đối phó nguyên nhân chính là như thế hai người các ngươi tiến vào thiên vũ chi khố đoạt bảo tất yếu phải hoàn thành nhiệm vụ trước tiên lấy được khắc đế triều tịch phiên viêm đế hỏa long đỉnh sau đó trợ giúp hoa thiên đô lấy được thứ quan trọng nhất trong thiên vũ chi khố là hoang thần chi thi chỉ có đại hoang cổ lô của hoa thiên đô mới có cơ hội được hoang thần chi thi thừa nhận thái hoàng thiên tự hồ như đã sắp xếp xong hết thảy mọi chuyện tổ sư ta xem hoa thiên đô vẫn còn giá tâm rất lớn chỉ sợ là kẻ không đáng tin, mọi việc phải do mình, nhất định không thể để hoang thần chi thi rơi vào trong tay hắn. Yên Thủy Thiên đột nhiên nói, xích dung thiên ngẩn ra, sau đó cười cười. Sư muội, tục ngữ nói nữ sinh hướng ngoại, ngươi sắp gả cho hoa thiên đô rồi, cư hiên cũng không hề hướng về hắn, tự hồ có điểm không hợp lý. Hoa thiên đô là thứ gì? Cóc hẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Yên Thủy Thiên mắng, hôm nay ta ở trước mặt sư tổ, chính thức khẩn cầu sư tổ để cho ta hủy bỏ hôn ước với Hoa Thiên Đâu. Hiện tại ta đã tu thành động thiên cảnh, tiền đồ rộng lớn, Phượng Hoàng không thể sánh vai với quả đen, Thương Long Há có thể ở chung với rắn hoàng. Ta tại sao lại gả cho một kẻ như chó nhà có tang? Hắn bây giờ phản bội Vũ Hóa môn, tương lai cũng chưa chắc không phản bội lại Thái Nhất môn. Kính xin sư tổ nghĩ lại. Yên Thủy Thiên, đây là lời thật tâm của ngươi sao? Thái Hoàng Thiên hỏi. Đúng vậy, tổ sư, mong được ngươi chấp nhận. Yên Thủy Thiên nói như chém đinh chặt sắt. Hồ đầu, sư muội, hôn sự của ngươi cùng Hoa Thiên Đô là đại sự của Thái Nhất Môn chúng ta. Chúng ta cần nhờ Hoa Thiên Đô lấy được Thiên Vũ Chi Khố. Ngươi muốn chỉ trong chốc lát hủy hoại đại kế vạn năm của Thái Nhất Môn ta hay sao? Xích Dung Thiên tự nhiên là muốn Yên Thủy Thiên gả cho Hoa Thiên Đô. Đây là chuyện tốt nhất với việc sau này hắn có thể làm trưởng môn Thái Nhất Môn. Xích Dung Thiên, ngươi muốn tìm cái chết? Ánh mắt Yên Thủy Thiên đảo qua, mang theo sắc khí dày đặc. Các ngươi muốn làm gì? Ngữ khí của Thái Hoàng Thiên đột nhiên trầm xuống lập tức một cỗ đại lực trong hư không tối tăm lay động tách hai người này ra. Nhiên Thủy Thiên, Hoa Thiên Đô còn giá trị lợi dụng, hơn nữa ta còn muốn lợi dụng để hắn đi tiên giới, để xem tiên giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mặc dù khắp nơi trên tiên giới đều có bảo bối, còn có vĩnh sinh thần khí trong truyền thuyết, thế nhưng qua các thế hệ người tiến vào trong tiên giới, không một ai có thể hạ giới, ta tu luyện đến cảnh giới này, không thể có bất kỳ tổn thất nào, nhất định phải có người dò đường trước. Ta sẽ bố trí đại truy tung thuật trên người Hoa Thiên Đô tiên giới cũng không thể nào ngăn cách được nguyên lai tổ sư có tâm tư như vậy thật sự là mưu tính thâm sâu xích dung thiên tán thán nói tốt lắm cứ dựa theo lời ta mà làm các ngươi đi tu luyện đi thời gian vừa tới sẽ lập tức xuất phát đi thiên vũ chi khổ. trong lúc nói chuyện thái hoàng thiên tự nhiên triệt để biến mất không biết ngao du tới hư không nào hay là đi làm những sự tình gì khác sư muội không thể tưởng tượng được ngươi đã tu luyện đến loại tình trạng này cũng không biết ở bên ngoài ngươi chiếm được kỳ ngộ gì thái hoàng thiên vừa đi Xích Dung Thiên nhìn nhìn Yên Thủy Thiên, trong giọng nói mang theo một cỗ ghen ghét nồng đậm. Cho nên đại vị trưởng giáo sau này của Thái Nhất Môn nhất định là của ta, ngươi nên từ bỏ tâm tư này đi. Trong lúc nói chuyện Yên Thủy Thiên cũng không hề khách khí. Vậy sao? Vậy chúng ta chờ xem, nhìn xem ai sẽ là người cười cuối cùng. Trong lúc nói chuyện, Xích Dung Thiên lập tức hóa thành một đoàn hỏa quang biến mất không thấy gì nữa. đầu không biết sống chết, lần này ta muốn đoạt lại đại cảm triệu phù trên người ngươi, triệt để mai táng ngươi trong thiên vũ chi khố còn cả hoa thiên đô nữa. Cũng không biết phương hàn thế nào rồi nữa. Ta đã luyện thành đại ngũ hành thuật, kích phát nguyên linh thủy thần, nhờ vào vĩnh hằng thần lô tu luyện đến động thiên cảnh. Lần này hẳn là vững vàng áp đảo phương thanh tuyết rồi. khiến thủy thiên bay ra khỏi vĩnh hằng thần lô, đi đến sân môn của thái nhất môn, lập tức có rất nhiều đệ tử, thậm chí trưởng lão đến chúc mừng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn là lời khen tặng, vuốt mông ngựa, còn có một số đại trưởng lão bất tử chi thân cũng hâm mộ nhìn nàng, đều tiến tới tranh đoạt khen tặng. Cơ hồ là trong nửa canh giờ, tất cả đệ tử đều biết yên thủy thiên tu thành trường sinh bí cảnh đệ tam trọng lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Trong khoảng thời gian ngắn, uy vọng của yên thủy thiên trong thái nhất môn tăng vọt, chính thức vượt qua xích dung thiên trở thành đệ nhất phó trưởng môn. Như vậy nàng cũng có thể dễ dàng nghe ngóng tin tức hơn. Lục nhĩ đại trưởng lão, gần đây có tin tức gì của phương hàn ở vũ hóa môn hay không? Giờ khắc này, một nam tử gầy gò đứng trước mặt yên thủy thiên, nam tử này phi thường kỳ lạ, tóc rất dài, mà mái tóc này lại che giấu trong đó sau cái lỗ tai đây là một vị trưởng lão chuyên môn nghe ngóng tin tức của thái nhất môn đã tu thành bất tử chi thân đều có liên lạc với lục đạo minh cùng một số thương hội tất cả tin tức mà thái nhất môn nhận được đều do hắn sửa sang sắp xếp lại sau đó chuyển tới cho đám cao tầng phó trưởng môn lần này phương hàn đã cường thế trở về không hề tầm thường sớm đã tu thành bất tử chi thân dùng thủ đoạn lôi đình diệt trừ hết thầy những người mà hoa thiên đô sắp xếp vào môn phái thậm chí trên luân hồi phong còn đánh nhau một hồi với thái thượng trưởng lão đầu ma đại tiên đằng ngạo cư nhiên đánh bị thương đằng ngạo Phương Hàn cư nhiên đã lợi hại như vậy rồi. Yến Thủy Thiên nghe vậy, một mặt khiếp sợ, một mặt mừng rỡ, thầm nghĩ. Ta phải mau chóng nghĩ biện pháp tụ hợp cùng Phương Hàn. Nói cho chàng biết chuyện Hoa Thiên Đô muốn đi tiên giới, còn nữa bên trong thiên vũ chi khố có ngũ hành pháp bảo. Sau đó thương lượng một chút làm sao có thể tiến vào trong thiên vũ chi khố, triệt để giết chết Hoa Thiên Đô, nổ cỏ tận gốc. Tuyệt đối không thể để cho người này đi tiên giới, nếu không sẽ gieo xuống một cái mầm đại họa. Đang thời điểm Yên Thủy Thiên nghĩ biện pháp, thông chi cho Phương Hàn, Phương Hàn ở bên trong luân hồi phong tâm linh khẽ động, một đạo phù lục lóe lên trong hoàng tuyên đồ. Lúc này Phương Hàn đang tu luyện 24 loại thần thông trong 3000 đại đạo, tìm hiểu để kết hợp giữa đại âm dương thuật cùng đại ngũ hành thuật, tu luyện âm dương ngũ hành tới cực hạn. Hắn ở trong hoàng tuyên đồ trọn vẹn đã tu luyện mấy chục năm, lại một giáp thời gian đã qua. Càng ngày càng lĩnh ngộ tinh thâm với pháp tắc không gian, 3000 đại đạo. Nhưng mà hiện tại hắn chỉ còn lại 10 tỷ thuần dương đan. Trong một giáp thời gian này, thuần dương đan thật sự tiêu hao quá lớn, thiên ma, thiên ma vương trong bắc bộ phủ đồ cũng đã phát triển mạnh mẽ càng lợi hại hơn chính là dưới sự chỉ bảo của nhân hoàng bút tu vi của tất cả cự đầu trong bắc bộ phủ đồ đều tăng mạnh trong đó có một người là phi thiên lão tổ đã tu thành bất tử chi thân mà già lam cũng thành công đột phá trói buộc lại được nhân hoàng bút dạy bảo cũng đột phá vạn thọ cảnh khiến hắn càng trung thành và tận tâm với phương hàn càng nhận ra rằng đi theo phương hàn là một lựa chọn sáng suốt tinh vân bảo bảo long huyên ma nữ hồng di hoặc tiên tử còn có tám nữ tử nòng cốt của già lam hội Mỗi người đều tu luyện đến thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Đương nhiên pháp lực của các nàng có cao có thấp, thế nhưng cảnh giới đều giống nhau. Trong đó lợi hại nhất chính là Tinh Vân Bảo Bảo, cư nhiên đạt tới 5000 vạn mã lực. Nhân hoàng bút đem một số thần thông tinh thần truyền cho hắn, khiến cho thực lực của hắn tăng mạnh. Nhưng mà Nhân hoàng bút cũng không truyền thụ các loại thần thông trong 3000 đại đạo cho Phương Hàn, bởi vì tu luyện càng nhiều thần thông trong 3000 đại đạo cũng khó để thăng cảnh giới. Tham thì thâm, không phải là một chuyện tốt mà những thần thông trong 3.000 đại đạo lúc trước của Phương Hàn không phải là do hắn tu luyện mà trực tiếp cướp đoạt của người khác. Phương Hàn còn cần hơn ngàn năm nữa để củng cố, hiểu rõ những loại thần thông này, từ trong đó lĩnh ngộ ra thiên địa pháp tắc. Nhân hoàng bút vị lão sư này một khi giảng đạo thuật đều nói chúng chỗ yếu hại, bất kỳ đạo thuật nào ở trong mắt hắn cũng không còn gì là bí mật nữa. Cho dù phong giao quang được hắn chỉ điểm, thực lực cũng đột tiến, mặc dù chưa đột phá pháp tắc không gian, thế nhưng cũng chính thức đạt tới trạng thái bất tử chi thân đỉnh phong hơn nữa càng thêm nhạy cảm khi thôi toán các loại sự tình. Tu vi của Phương Hàn càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng cô động, lĩnh ngộ đối với pháp tắc không gian càng ngày càng sâu sắc, động thiên của hắn cũng vững chắc tới tình trạng đáng sợ. Hai mắt mạnh mẽ mở ra, khi ánh mắt hắn dõi tới, từng tầng từng tầng không gian giống như vân vụ bị xé tan. Phương Hàn bắt lấy tờ linh phù này. Tờ linh phù này là do hồ tộc lưu lại, một khi có biến nó sẽ nổi lên, chứng tỏ hồ tộc muốn đi thu bảo bối. Tiện tay vạch ra, rất nhiều không gian song song bị Phương Hàn xé rách, thân thể chui vào, vô thanh vô thức qua lại như con thoi thoát ra. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và để lại comment góp ý của mọi người nhé.